Xin chào mọi người, tôi là Mạnh Hùng, đến từ nhãn hàng Tôn Giác. Ngày hôm nay tôi là người dẫn đường đưa mọi người đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn vô cùng đặc biệt nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống. Nào, mình cùng bắt đầu lên xe nhé. Tiến ơi. Vâng, chào chị. Chào cháu. Em tên là Hùng. Hôm nay em đại diện cho chương trình Cơ hội đổi đời đến thăm gia đình chị. Vâng. Vâng, xem trong cái thời gian vừa qua rét mướt và trong cuộc sống ra làm sao. Mấy hôm nay thì chân tay sức khỏe của chị thế nào? Càng ra rét thì lại càng đau. Thế cháu thì năm nay là bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay là 13 tuổi. Cháu lớp 8 ạ. À. Thế ước mơ của cháu sau này là muốn làm cái gì? Dạ, cháu muốn làm bác sĩ ạ. Tôi thì đâu có phải một bệnh, tôi thì nằm ở trên đống bệnh cơ. Bố và cháu không nhận cháu. Con cũng không nghĩ là bố sẽ quay về đâu ạ. Bởi vì nếu bố quay về thì bố đã quay về từ sớm rồi ạ. Công việc làm thêm mà con thường giúp mẹ là bắt ốc này, mẹ lại đi bán rau ạ. Bình thường ngoài những việc làm thêm này thì con có dạy kèm cho mấy cháu nhỏ hoặc là vớt mấy cái rau bèo ở trên ao ấy đổ đi ạ. Con cũng sống ở một căn nhà cũng không coi như là lành lặn lắm. Rồi mưa thì cũng dột ướt, cũng không có chỗ ngủ. Nên là mẹ con mới dựng thêm một cái căn chòi khác để ngủ ở đấy ạ. Bên cạnh đấy thì cũng đồng thời là trông coi ao cá ạ. Em nó bị viêm gan giai đoạn cuối nhưng mà thằng này dâu cháu cho nên là không muốn nuôi. Cái lúc mà đẻ con nó thì con mới được 6 tháng, mẹ con được cõng nhau được ra đồng để bắt ốc thôi, mà điệu con trên lưng nữa. Tôi sống tất cả vì con. Điều khiến con cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình là được sống cùng với mẹ. Con muốn mẹ sống với con mãi mãi ạ. Còn bà mẹ hồi nãy ngồi ở đây á thì con cũng sẽ không nói cái việc này, nhưng mà lúc mà chị chạy xuống á thì Hương đang rất là phấn khởi với cái số tiền chị có. Nhưng khi chị chạy xuống á thì chị còn có Hương nhìn xuống dưới thì bà mẹ đã mệt quá rồi và được chương trình cho vào nghỉ ngơi. Và Hương nghĩ là cái ôm của bà dì hồi nãy sẽ là cái ôm bây giờ, và có thể là sau này sẽ làm mãi mãi cái ơn của bà dì đối với lại cháu. Là vì bà mẹ và chắc là con gái cũng mang máng biết được là mẹ có một cái căn bệnh nan y trong người, nhưng mà mẹ không muốn nói cho con nghe. Và theo như nghĩ thì bé có đủ cái nhìn và cái nhận thức của bé cũng lớn rồi. Vậy thì bây giờ thì nói thật là không muốn mẹ cháu ở đây, bây giờ thì cháu bị lớn rồi, cháu cũng không phải lo nghĩ gì cả. Bây giờ mẹ cháu cứ như thế thì bây giờ có dối chương trình thì cũng không được. Thế cho nên là mẹ cháu thì nó bây giờ bị ung thư gan quý, cho nên là ở với cháu được ngày nào thì biết ngày đấy, bao giờ thì biết bây giờ thôi. Cháu cũng không phải buồn nghĩ, không phải buồn chịu khó mà cháu học hành. Hôm nay con mới biết mẹ con bệnh à, hay là con biết lâu rồi? Này con mới biết. Dạ. Nhưng mà con biết là mẹ bệnh chứ đâu biết mình nặng vậy đúng không con? Vâng. Dạ. Bây giờ cảm giác? Con rất buồn khi biết mẹ bị bệnh này, vì trước giờ mẹ cũng chưa nói với con ạ. Vậy hả? Mẹ nói với con mẹ bệnh gì? Dạ, chỉ nói với con là mẹ bị khớp nên thận rồi. Bây giờ cảm giác? Bây giờ con rất buồn ạ. Lo. Vâng. Vâng không con? Hồi nãy cô Hương cũng muốn là không
nói cho con biết. Vì với lại cô Hương biết, nhưng mà vì chính với cô Hương là hoàn toàn không muốn nói cho con. Nhưng mà cô Hương nói chuyện với con, cô Hương thấy con rất là chín chắn và bản lĩnh, thì cô nghĩ là dì chính sẽ ở bên cạnh con ha, sẽ cứng rắn ha, để mình vượt qua. Cái này nó là số phận mọi người ha, nha con, cố lên ha. Và bản thân bé Hiền cũng không hề biết là mẹ mang cái căn bệnh này đâu, thì cũng chỉ biết là mẹ chỉ là có những cái bệnh gì thì mẹ sẽ nói với Hiền. Nhưng mà chị Chính với Hương thì bản thân thì hai chị em không muốn nói, nhưng mà khi mà không có chị Tiến ở đây thì mình muốn nói cho bé Hiền biết, để bé Hiền biết được là cái thời gian còn lại nó sẽ rất là quý báu. Và nếu như là chương trình Câu Hỏi Đổi Đời hôm nay đổi đời được cho bé Hiền với chị Tiến, thì lúc đó mình sẽ có nhà này, mình sẽ ở những cái ngày tháng hạnh phúc nhất và tốt nhất có thể, hả con? Còn với lại chị với lại chị Chính thì chị cũng đã hứa đó, là nếu mà sau này mà mẹ có chuyện gì thì có gì, nha con, có gì sẽ bên cạnh mình ha. Chị sẽ thay mẹ để vượt lên nha, sẽ cố gắng cho cháu đổi ra một cái trang cuộc đời khác sẽ như thế nào. Hiền rất là mạnh mẽ, cái mắt của Hiền nhìn cô phải cô biết là con sẽ cố gắng vượt qua ha, cái lúc nhặt nhất trong khúc này, sau đó mình sẽ cố gắng học ở như gì, gì cũng hứa vậy hay gì ha, lỡ có mẹ này gì thì còn gì nha. Chương trình Câu Hỏi Đổi Đời này á, Việt Hương còn có những cái có thể là mình làm một cái MC thì mình phải giữ được cái cảm xúc tốt nhất và không có được để cảm xúc cá nhân của mình khóc. Nhưng riêng bản thân Hương là phụ nữ, cho Hương một cái quyền là thương mến và yêu bé Hiền như là một cái đứa con hoặc là một đứa cháu, mà mình thấy cái hoàn cảnh đó thì Hương xúc động theo cái cá nhân của Hương thôi. Nếu như mà trong cái cuộc đời có những lúc khó khăn quá thì chị cứ kiếm em nha. Em không giúp được chị nhiều thì em cũng sẽ giúp được một cái phần nào trang trải trong cuộc đời, ít nhất là cũng phải đẩy tới bao gạo cho gia đình mình ăn cơm nha chị ha. Và cái này nó không có hỏi là ngặt nghèo nữa, mà nó là cùng đường đó chứ, cùng đường. Và Hương còn nghe thêm một cái thông tin là mẹ bệnh như vậy nha con, cố lên ha, cố lên. Xin lỗi chương trình, Hương đã làm cái chương trình này nó trùng xuống vô cùng. Mặc dù là sức của Hương gán là làm từ sáng đến giờ cho thật là vui, thật là năng lượng, nhưng cuối cùng Hương cũng là cái người làm cho chương trình nó trùng xuống. Vì bản thân Hương cũng là phụ nữ, khi thấy chị Chính chỉ chạy xuống cho ôm mà không có mẹ ở đây thì Hương biết là cái ôm này sẽ là cái ôm mãi mãi. Nếu như không có mẹ thì dì sẽ là người nuôi con, nuôi bé Hiền cho tới lớn, bé Hiền thật ra còn quá nhỏ. Cái gì nhỏ hơn? Cái gì cuốn hơn? Không có thực tử. Rồi, một giọt có tay thật to cho đáo Ngọc Tú, giỏi quá.